Hello, tiếp tục lên sóng mà lần này lên sóng là test cho bác khách ở Thái Nguyên. Bác đã chốt đơn xong rồi, bác đã thanh toán. Và đây là cân đầu băng cối Tech A1300. Bác đã chốt đơn, bác nói chung là em Sơn bán rất nhiều đầu băng cối và rất nhiều đồ audio. Thì toàn đồ ngon bổ rẻ và mang tính chất bình dân. Cho nên những anh em nghèo, những anh em ít tiền mà vẫn có đầu băng cối chơi. Hàng chất lượng mà cái phong cách của em Sơn là luôn luôn bao ship này và tặng băng này. Mua đầu băng cối ra chỉ việc dùng thôi. Đấy, giá cả thì ngon bổ rẻ, em khẳng định luôn. Với trường hợp tặng băng lại bao ship, một cái đầu băng cối này nó 20 đến 25 cân, nếu khi đóng gói nó rất nặng. Cho nên ship rất là cao. Nhưng em vẫn luôn ưu tiên những anh em mua bán mà sởi lời nhanh gọn, thì không tội gì mà không sởi lời cho anh em. Đấy, thì bà khách hôm qua thì bà khách Long An đã chốt hai con đầu băng cối, thì hôm nay bà khách Thái Nguyên đầu tháng bà chuyển khoản luôn nhanh gọn. Chắc là tháng ngâu không đẹp cho nên bà không mua, bà chờ sang tháng mới bà mua, bà chốt bà xem mấy ngày trước rồi, nhưng mà đang tháng ngâu bà sang tháng mới bà chuyển luôn. Ok, tính em thì rất cẩn thận, test cho bác, hướng dẫn cho bác đàng hoàng. Thì hai bên có một đôi loa toàn giải rất tông tông với cái đầu băng cối này, mà bác bảo là bác cũng đang cần tìm một đôi loa, thì khi nào có tiền thì bác sẽ lấy, thì em sẽ tiền đây em đặt đôi loa bên đầu băng cối để bác nhìn thành một cái combo này, nó cũng rất là đẹp. Cho nên khi nào bác có tiền bác bơm thêm tiền bác lấy đôi loa em bán rẻ cho nhá, đôi loa toàn giải nghe rất hay đấy. Giờ em ghép vào đây để bác nhìn tổng thể thôi, nó cao cũng gần gần như đầu băng cối rồi đấy, rất đẹp. Đấy. Rồi, đây là đôi loa, đây là cái đầu băng cối nhà bác đã chốt này. Thì cặp đây là bộ bộ băng em tặng bác này để bác nghe tạm này. Khi nào bác có tiền bác lại mua băng thêm, đã băng thì đầy đơn giản em có băng bán rất nhiều. Đấy, cho nên không lo về băng. Rồi, bây giờ em hướng dẫn nha, bật điện lên. Bật điện lên. Điện là 100V bác nha. Bác chú ý các cái đầu băng cối, các cái đồ Nhật bãi này nó đều là chạy điện 100V. Bác cắm điện 100V vào. Xong bật công tắc lên. Đấy. À, em bật điện cái đã. Em bật điện, các bác chơi em tí nha, em bật điện cái đấy nha. Đây. Cắm điện. Em là dùng con biển áp cách ly đây. Cắm điện xong. Mình lắp băng này, em hướng dẫn bác lắp băng này. Băng lắp từ bên trái sẽ quay sang bên phải. Khi nào quay hết bên phải thì mình lại lật băng, từ cầm cái băng ở ở bên phải này lật sang bên trái, lại lắp lại như thế này. Lắp thì cái sợi băng nó phải đi qua cái trục này. Đi qua đi qua đi qua đi qua đi qua đây. Đây, phía dưới. Phía dưới bác để ý này. Băng phải có cái lẩy này, cái sợi băng nó phải đè được vào các cái lẩy lẩy khởi động đấy ạ. Nó phải đè được như thế này, nói chung là phải được như thế này bác nhìn nhá. Đấy. Phải được như thế này. Sợi băng nó phải đi được như thế này. Đó. Sợi băng được phải đi được như thế này rồi. Đó, các trạng thái mặc định như thế này, bên này là phần ghi âm. Mình không không ghi thôi, đây là đèn vu, đây là chế độ bias, nó chế độ vào ra, đây là volume ra. À, mình có thể để volume ở trên âm ly lớn hơn một tí và để volume ở đây bé đi, nghe cho nó hay. Và bây giờ bật nguồn lên. Đó, mình bật nguồn lên. Lắp băng được như thế này, mình bật nguồn lên. Thì bác để ý này, nó hoàn toàn bằng cơ học. Đấy, có chữ play đây. Play đây. Cái mũi tên đây. Mình play thì mình bẻ sang trái. Đó, bác nhìn cái tay này và nhìn nhìn cái bánh đa bánh ti của nó này, nó bắt đầu lên này. Đó, đó thấy chưa? Bắt đầu bác vặn sang play này. Đó. Bác hiểu chưa? Vặn sang play, còn mình phải 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 cái bánh ti ở đây mình phải ti ti sợi băng để nó đóng cái lẩy nhá. Đó, còn có nút tạm dừng đây. Các thứ phải nói phụ thôi. Tốc độ đây, ba tốc độ. Đấy. Thì bây giờ mình play như thế này. Play bằng như này thôi, đơn giản như vậy thôi. Thì play thế này xong rồi thì mình phải bật âm ly. Bật âm ly.
Đó. 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 Rồi. Rồi. Bạn hiểu chưa? Băng sẽ từ bên trái quay sang bên phải. Nó đơn giản vậy thôi. Play thì đấy có cái mũi tên chỉ đây, mình vặn sang bên trái để có chỉ vào play này là được. À. Đây là cái nút gạt bác này, để gạt chế độ loa ra loa vào. Sau rồi mình tăng âm ly lên. Đó. Đây là cái băng kim đăng 1. Lâu ngày không chơi thì mình cũng phải để ý lau đầu tư cho nó sạch sẽ. À. Tùy băng to băng nhỏ, băng thâu to thâu nhỏ băng nha. Thì bác tăng tiếng ở đây và tăng tiếng trên âm ly. Tắt này. Đó. Còn tua, tua ví dụ như tua sang bên này, băng từ bên này sang bên này thì mình ấn cái nút này. Đó, mình phải dí cái nút xuống này. Mình dí cái nút này xuống thì mình mới vặn được. À, rồi tắt. Rồi play. Tuy băng to băng nhỏ thì mình tăng volume lên thôi. Đôi loa này rất hợp tông với tông, khi nào bác lấy thì bác bảo em. Em tặng bác là tặng cái cuốn này là gọi là demo, tặng cuốn băng của Kim Đăng 1 nhá. Còn sau này bác có điều kiện thì bác mua băng cho em nhá. Bên em có bán nhiều băng. Bây giờ em sẽ để băng trong máy như thế này luôn để cho bác nhá. Về bác khỏi phải lắp nhá. Em để băng như thế này luôn, đóng gói lại cho bác về, bác đỡ phải lắp vào. Còn tiếng ra thì bác cắm cổng out, output ở đây. Output là ra.
Đây là vỏ của Honda City xong cho bác rồi nhá. Mời bác khách ở Long Biên qua lắp vào thôi nhá. Em làm đầy đủ hết rồi đấy. Còn một con đầu cổ Sony này nữa các bác chén luôn. Ok bác nhá, bác khách Thái Nguyên nhá. Hôm nào đầu tư mua đấy cuốn băng mà nghe cho nó sướng. Đây là cuốn băng em tặng kèm theo máy thôi.